ngồi sang vị trí cho đối tượng. Ngồi đấy thôi, ngồi đấy là bên Lê Thị Miền. Ngồi đấy mẹ đứng không được không được. Đỗ Thị Bích Thủy. Đào Thị Lan Anh. Lê Thị Tươi. Nguyễn Thị Tuyến. Nguyễn Tuấn Minh. Anh Minh ạ. Tôi đề nghị chỗ Nguyễn Tuấn Minh thì để lại phía sau. Mời anh Nguyễn Đình Cam. Anh Minh để sau. Mời anh Nguyễn Duy Hoàn lên. Khu cách ly nên bác sĩ đang quạt cho cháu bé trong khu cách ly. Kia thì không xấu đấy, các bạn mai.